chào mừng tất cả quý vị đã quay trở lại với chương trình Gương Mặt Thân Quen phiên bản song ca năm 2022. Quý vị thân mến, mỗi khi cuối tuần đến thì chúng tôi lại ở đây để đem đến cho tất cả quý vị những bữa tiệc âm nhạc đầy màu sắc. Và ở đêm thi ngày hôm nay, không khí đang nóng hơn bao giờ hết bởi vì chủ đề của chúng tôi chính là chủ đề đối đầu. Hai cặp thí sinh sẽ cùng lựa chọn một nhân vật và mỗi đội sẽ phải làm thế nào tìm ra những đặc trưng nhất của nhân vật đó và đem lại cho quý vị những màn biểu diễn mãn nhãn nhất. Ngay bây giờ chúng ta hãy cùng chào đón thành phần ban giám khảo. Xin mời lên sân khấu MC diễn viên Đại Nghĩa và nữ ca sĩ Hòa Minzy. Xin chào đến tất cả quý vị khán giả đang đến với chương trình Gương Mặt Thân Quen phiên bản song ca. Anh Đại Nghĩa thân mến, Hòa Minzy thân mến, và mỗi chương trình thì chúng ta đều mời đến đây một giám khảo khách mời. Và em tin rằng giám khảo khách mời ngày hôm nay sẽ đem đến cho chúng ta rất nhiều những điều thú vị. Một tràng pháo tay thật lớn cho nhạc sĩ Châu Đăng Khoa. Lời đầu tiên Khoa gửi lời chào đến các bạn khán giả đang có mặt tại trường quay, anh Đại Nghĩa, Hòa Minzy, Long Chun và các bạn khán giả đang xem truyền hình. Anh Châu Đăng Khoa thân mến, vậy thì ngày hôm nay anh đến đây, tiêu chí chấm điểm của anh khi mà anh ngồi ghế nóng của một chương trình mà phải hóa thân thành người khác thì như nào anh nhỉ? Nếu mà phải hóa thân và thành người khác thì trước tiên chúng ta phải xem về cái độ giống nhau tương đồng giữa thí sinh và cái nhân vật gốc. Tiếp theo sau đó có thể là giọng hát nè, phong cách trình diễn nè, rồi cái sự đầu tư cho tiết mục nữa. Bên cạnh đó em nghĩ là cái duyên sân khấu nó cũng là một cái mà rất là quan trọng. Dạ, cảm ơn anh Khoa rất nhiều. Vậy còn anh Đại Nghĩa, anh đánh giá thế nào về những mà chúng ta sắp được xem ngày hôm nay? Đây là những nhân vật rất là quen thuộc. Dạ. Với khán giả cũng như là trong chương trình của chúng ta cũng đã từng có những thí sinh từ người lớn cho đến là các bé đã từng hóa thân thành những nhân vật này rồi. Đó sẽ là áp lực làm sao để cái lần hóa thân này của mình vẫn sẽ hay, vẫn sẽ ấn tượng mà sẽ không có bị trùng lắp với những người đã làm trước đó. Thì đây là một cái thử thách rất là khó dành cho các huấn luyện viên và các bạn nhỏ của chúng ta. Nhưng mà phải có thử thách, phải khó khăn như vậy thì nó mới hấp dẫn. Chứ nếu bây giờ mà cái gì nó cũng đơn giản, cái gì nó cũng dễ dàng thì hóa ra mọi chuyện nó không có gì để chúng ta phải chờ đợi nữa cả, đúng không? Thế còn Hòa Minzy, một chị Mỹ Linh có phiên bản cái miệng rất duyên. Đối với em là một người đã từng làm chị Mỹ Linh, nó dễ ở nhiều cái là chị Mỹ Linh có rất nhiều những cái điểm đặc trưng để mình có thể cố gắng bắt chước theo. Nhưng mà về giọng hát của chị Mỹ Linh thì là một cây đại thụ rồi. Làm sao mà để vẫn giống được các nét của chị Mỹ Linh mà chúng ta vẫn hát được hai tiết mục thì đấy là những cái điều mà rất là khó. Khó như vậy thì em lại còn làm lố lên nữa. Để cho là cái tiết mục đấy của em. Anh hồi đó cũng bị lố em ơi. Thế? Mặc dù anh làm rất là nghiêm túc nhưng mà là bởi vì khi mình tô một cái nhân vật nào đó để cho khán giả dễ nhận ra hơn là mình sẽ phải tô đậm chút xíu. Đúng rồi. Những cái nét đặc trưng của nhân vật đó là mình phải tô đậm. Hai người mình hơi đậm quá. Đậm hơi quá. Hơi quá. Hồi đó anh được chị Mỹ Linh nhận xét là Mỹ Linh xấu nhất Việt Nam. Còn em là Mỹ Linh biếm họa. Cái màn đối đầu ngày hôm nay đúng không? Nếu như bây giờ anh với Hòa mà chúng ta giống như là mashup hai cái bản mà hồi chúng ta hóa thân thành chị Mỹ Linh lại với nhau á, thử xem có nó như thế nào. Hồi đó anh hát cái bài Trên Đỉnh Phù Vân. Em hát em mơ về anh. Không ấy, bây giờ anh với em mỗi người mình sẽ mashup một đoạn, em đoạn trước xong anh đoạn xong em đoạn anh đoạn. Đoạn cuối cùng là anh tài. Cứ hát bài anh, em cứ hát bài em okay. Thôi. Ok. Là ngàn bóng cây. Lặng yên góc sân chờ nắng vàng. Mênh mênh mang mang phù hòa miên tử. Rồi em mơ thấy, thấy anh nhìn em. Chúc lắm thiền tư. Thấy tiếng anh quen và lời anh nói lúc ôi, anh làm quen. Nỗi lòng rồi em mất thấy, thấy anh nhìn em. Nước mắt tràn. Thấy tiếng anh quen và lời anh
trong. Nghe sao rất gần rồi em mơ thấy anh làm quên. Nghe sao rất gần rồi em mơ thấy rồi mà sao anh vẫn chỉ như vậy? Tại vì cái bài đó phải như vậy. Mà là nghe em là dồn trên đỉnh vẫn là rồi em nghe thấy là trên đấy, nhưng mà rồi em nghe thấy là em cứ phải xuống đây để dồn kéo về nghĩa luôn. Và như mọi người thấy ấy, để có một cái màn mà đối đầu với nhau á, mà nhất là ngày hôm nay khi các thí sinh của chúng ta thi với nhau thì đó lại là một cái áp lực rất là lớn. Đúng rồi, mà nhất là không biết thí sinh nào thi trước, thí sinh nào thi sau, thí sinh thi trước có thành công hay không, vỗ tay nhiều hay không. Thì Hòa nghĩ tốt nhất là các bạn thí sinh thi sau mọi người cứ tập trung tiết mục của mình ở trong phòng chờ thôi. Đừng nghe ngóng thông tin hay phải hỏi rằng là ui, thí sinh thi trước của mình có thi tốt hay không. Như thế là một điều rất là áp lực. Và Hòa chúc cho màn đối đầu của ngày hôm nay của ba đội thi sẽ thật là thành công nha. Quý vị thân mến, mặt thân quen là một cái nơi mà có nhiều phiên bản của một ca sĩ nhất. Và không dừng lại ở đó, chúng ta còn rất là nhiều những cái tiết mục đang chờ đón ở phía sau để cùng đem đến cho những quý vị sự bất ngờ mà quý vị sẽ không bao giờ nghĩ ra đâu ạ. Còn bây giờ thì chúng ta cùng nghỉ giải lao trong ít phút, chúng tôi sẽ quay trở lại ngay. Quý vị thân mến, và ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với cặp thí sinh đầu tiên, huấn luyện viên Trịnh Tú Trung và bé Bảo Ngọc, huấn luyện viên Phạm Lịch và bé Khánh Chi trong phần hóa thân thành nữ ca sĩ Thanh Thảo. Hiểu thầy. Sao con chọn phòng này vậy trời, thầy sợ lắm á. Tại con thấy cái tiết mục của mình á, nó kiểu nó an toàn với nó đơn giản quá nên con muốn thử thách mình chút. Thì con nói sao thầy nghe vậy thôi, chứ con là đội trưởng của thầy mà, thầy không biết gì hết trơn á. Sao là cũng cân tất đúng không? Vâng. Ok, thua cho đỡ hồi hộp con nhá. Dạ. Rồi, 3 2 1 bắt đầu. Nữ ca sĩ Thanh Thảo. Wow. Tuần này thì Phạm Lịch cũng như là Khánh Chi sẽ hóa thân vào nhân vật là chị Thanh Thảo. Lý do mà hôm nay vào phòng lo lắng là Lịch đang đến giai đoạn vỡ giọng, nghĩa là rất là khàn, nên là cái việc lo lắng ở đây là mình sợ mình sẽ làm giống như là cái giọng của mình nó hồi phục không kịp ấy, là mình lên sân khấu cùng với Chi mình sợ là sẽ không hỗ trợ được tốt nhất có thể cho Chi, sẽ ảnh hưởng kết quả của Chi, nên là mình mới vào phòng lo lắng. Nhưng mà được cái là Khánh Chi rất là có tâm, sợ cô buồn nên là vào chung luôn. Ủa nhưng mà thật ra giọng cô Thanh Thảo con thấy cũng khàn khàn. Nhưng mà khàn là khàn tự nhiên đúng không? Còn đây là khàn bị xước ấy. Thật ra thì chị Thanh Thảo là một icon không phải là dễ, nhưng mà vô tình thì lại chọn được một ca khúc khá là dễ. Tại vì Trống Cơm là bài hát mà tất cả các bạn thiếu nhi và cũng như người lớn Việt Nam mình đều thuộc, và ai cũng có nằm lòng ca khúc đó cả. Nên là Bảo Ngọc nói là Bảo Ngọc muốn có thêm thử thách thì mình là người đi theo mà mình phải nghe lời thôi. Mình là người đi theo mà mình phải nghe lời thôi. Mình chọn cái nào vậy thầy? Tức là bây giờ con mặc màu đỏ nè, thì màu vàng thì mình phải chọn màu đỏ với màu vàng thôi. Bỏ lại cái màu cam với màu xanh ra. Còn giờ màu đỏ màu vàng chọn cái là cho con chọn. Màu đỏ hay màu vàng? Chỉ được một thôi. Để hỏi con hợp cái này. Để động viên đội CL, chương trình có một món quà tinh thần dành tặng cho hai cô cháu. Hãy cùng nhắm mắt lại và chờ đợi món quà bất ngờ này nha. Xin chào mọi người, xin chào ekip của Gương Mặt Thân Quen và xin chào đặc biệt đến. Xin chào mọi người, xin chào ekip của Gương Mặt Thân Quen và xin chào đặc biệt đến hai cô trò Phạm Lịch. Bây giờ chúng ta đã sắp sửa một cái sân khấu với những bài tiếp theo rồi. Thì mặc dù mình không trực tiếp tham gia cái quá trình tập của hai bạn, của Lịch hay là bé Chi, nhưng mà mỗi buổi tập mình đều đồng hành cùng với cả hai cô trò, thì mình cảm nhận được rất rõ cái sự tâm huyết cũng như là cố gắng
đặt rất là nhiều cái năng lượng cho những bài thi của những vòng tiếp theo của các bạn thân quen. Thì qua video này mình xin dành những lời chúc tốt đẹp nhất và thực sự là mong hai cô trò sẽ có những phần trình diễn thật sự là hết mình cũng như là hoàn hảo theo những gì mà mình mong muốn. Còn kết quả thì nói chung nó cũng chỉ là hết xui thôi, nhưng mà với cái tinh thần từ năm trước mà Phạm Lịch đã tham gia thì mình nghĩ là năm nay Phạm Lịch cùng với sự tham gia cùng với bé Chi thì cả hai cô trò sẽ tạo nên rất là nhiều điều bùng nổ. Good luck mọi người. Cảm ơn. Rồi ơi, âm thầm ghê, không biết cái clip này luôn á, không dám đọc luôn, không mấy về nhà đọc được. Cái chữ ca thầy chết rồi. Không hát rồi, tập này không hát mà vẫn thắng. Không có hát bè. À, ngó đơn giản chứ không phải mọi người, tức là giờ phải chia lại cấu trúc bài một tí để làm sao mà thực hiện đúng thử thách là sẽ không có được xuất hiện phần hát bè trong tiết mục này. Đó là Mạnh con hát, Mạnh thầy hát. Xong khi nào mình có hát chung đi nữa thì phải là hát cùng tông, cùng giọng và không được hát bè cho nhau. Anh đã thầy nói cái thử thách không hát là mình đi gì luôn thầy? Đúng rồi, thử thách không hát là không hát mà vẫn được giải nhất. Wow. À thử đúng thử rồi. Thử thách là như vậy, tức là làm sao mà không hát đứng lên trên chỉ đứng không thôi mà vẫn được giải. Đúng rồi, mình đứng không hết mà người ta vẫn phải công nhận mình được giải. Đó mới là thử thách. Đúng rồi, mình người ta vẫn chấm điểm mình. Đúng rồi. Đối với Lịch thì Khánh Chi là một bé rất là tài năng. Bé có những cái cảm nhận về phần nghe, xử lý rất chỉn chu và chuyên nghiệp. Thì dù kết quả nào chăng nữa thì mọi người vẫn cứ ủng hộ cho Khánh Chi và cho Phạm Lịch nhé. Bằng có cây trong cơm, khen ai khéo vỗ, ôm mấy bông mà nên bông, ôm mấy bông mà nên bông. Một bầy tăng tình con xin, một bầy tăng tình con xin.
thật tuyệt vời biết bao nơi quanh ta che lấp lòng mình như bé thơ thắm trên môi nụ cười và niềm tin rực sáng với bao điều mơ ước thắm trong từng trái tim con người mong thế giới bình yên yêu thương không nên phát vỡ mây âm u ta mong ước tình yêu lên ngôi sẽ không còn đau thương không còn đó. Mời bạn thân với tôi ghé vô thăm vườn mộng, để gặp bao phép tiên với ước mơ thần kỳ. Nào cùng nhau ta đến thăm từng đất nước, nắm tay nào hát vang lên nào. Mong thế giới bình yên yêu thương, không nên mất và mây âm u. Ta mong ước tình yêu lên ngôi sẽ không còn đau thương. Đôi khi lòng muốn cơ thêm một bài. One.
thì quý vị giám khảo như nào? Chưa là thấy là từ nãy đến giờ là hòa mình lắm, là nhảy sung lắm ạ. Cô Hòa Minzy đang rất muốn nói đúng không ạ? Không chịu nổi với Khánh Chi luôn. Trời ơi, một tràng pháo tay cho Thanh Thảo Khánh Chi. Ôi trời ơi. Cái vòng đầu tiên là Khánh Chi làm Lệ Quyên. Quá giống đi. Đến vòng thứ hai Khánh Chi bẻ về Amy. Lại quá giống luôn đi. Cái đến hôm nay là cô Thanh Thảo. Thì cái nó giọng nó khàn khàn hơn xíu. Mà bình thường giọng của con đâu phải giọng khàn đâu hả? Vâng ạ. Mà hôm nay sao mà con bẻ được những cái khàn của cô Thanh Thảo mà cô nghe mà nó ra luôn á. Đây cô ghi ở đây mà ghi không kịp với con luôn. Điểm đầu tiên mà chúng ta phải để ý là về cái mũi và cái miệng. Cái mũi của chị Thanh Thảo lúc nào nó cũng sẽ hếch mũi lên vì chị hát lên đó. Búp bê buồn á. Lúc nào cái mũi cũng sẽ hếch lên. Và cái miệng là son bóng là luôn đi kèm. Và lúc nào thì cũng mỉm cười. Và khi mà con ra con làm là cái mũi và cái miệng đã rất là giống chị Thanh Thảo rồi. Con có nhiều những cái từ mà con nhả chữ. Ví dụ như là con người là chị Thanh Thảo lúc nào cũng hát như vậy hết. Còn có những cái chữ như là chữ buồn. Buồn á. Buồn là búp là búp bê buồn buồn. Buồn là búp là búp bê buồn. Đây là ghi không hết. Không hết nổi những cái gì mà muốn ghi luôn. Gọi là tuyệt vời. Xin mọi người một tràng vào tay nữa cho hai cô trò. Quá tuyệt vời luôn. Con cảm ơn cô ạ. Hai cô trò thì là có cái sự đồng đều với nhau, đồng bộ. Nhưng mà ở cặp thầy trò Trịnh Tú Trung với lại bé Bảo Ngọc á, là một cái sự bù trừ cho nhau nha. Bởi vì bé Bảo Ngọc á, thì là cái gương mặt tươi sáng giống như cô Thanh Thảo khi hát cái bài Trống Cơm. Nhưng mà giọng của bé Bảo Ngọc thì không có được cái độ khàn giống như cô Thanh Thảo. Thì cái chuyện đó có thầy con lo. Là bởi vì Trung là giọng nam cho nên là nó lại vô tình thành một cái lợi thế khi mà hát giả giọng của chị Thanh Thảo. Và giống như là mình cộng hưởng cả hai người lại với nhau á. Hai bên bù trừ với nhau thì mình thấy một hình tượng của ca sĩ Thanh Thảo cũng đang hát trên sân khấu. Mà cái buồn cười nhất là Trung cũng phá cách cho cái tiết mục của mình, không có làm giống như cái bản gốc của chị Thảo. Cái đoạn mà bé Bảo Ngọc ngồi đây, Trung đứng Trung nhìn á, tự nhiên có cảm giác giống mẹ con cá. Tại vì cái mặt của Trung nó mất cười lắm mà nó ác thiệt ác. Dòm bé Bảo Ngọc nó hứa mà cái mặt nhìn nanh nọc ganh tị với cái trống cơm như mẹ con cám vậy đó. Rồi vô trong kia bưng cho cô ồn ra. Trời ơi, anh cười muốn điên cái đoạn đó. Tự nhiên mà có một cái gối ôm thay thế cho cái trống cơm. Bên đây bé nó xinh xắn như vậy, bên kia tự nhiên nó ô về hết sức. Nhưng mà đó là cái thông minh của người huấn luyện viên. Khi chúng ta biết biến những cái nhược điểm của mình trở thành cái ưu điểm. Chắc chắn là bây giờ Trung có hóa trang cách mấy thì cũng không thể nào đẹp sáng như bé Bảo Ngọc, như làm chị Anh Thảo được. Thì bây giờ mình phải chuyển sang mình làm hài hước. Chương trình của chúng ta là như vậy mà. Có quyền mình thêm vào cái duyên riêng của mình. Đúng rồi. Để cho cái tiết mục ngoài cái sự giống ra, nó còn có cái tính giải trí trong đó. Thì Trịnh Tú Trung rất là thông minh khi làm cái chuyện đó, đưa vào trong tiết mục này để có thể che lấp đi những cái điểm yếu của bản thân mình và làm cho tiết mục mình nó trở nên nó hay hơn, hấp dẫn hơn. Tuyệt vời. Phải nói là các huấn luyện viên của mình rất là thông minh cũng như là rất là hay để có thể hỗ trợ cho thí sinh, cho các bé, làm sao cho các bé tỏa sáng nhất. Chẳng hạn như đồ của Phạm Lịch cũng vậy. Thật ra ban đầu bước ra ngoài anh bị ấn tượng với cái gương mặt của Lịch. Cái cách mà Lịch đang thể hiện cái thần thái của chị Thảo trên gương mặt đó, bây giờ mình nhìn thì mình thấy hoàn toàn không có cái gì là của Thanh Thảo cả, là một Phạm Lịch. Nhưng mà khi ra và trình diễn cái bài đó tự nhiên cái mặt khác hẳn á. Cái mặt thay đổi thành một như con người khác vậy. Và anh quay qua nói với bà, trời ơi có kia, nhìn mặt bà kia. Lúc bà hát đó. Thế còn giám khảo Châu Đăng Khoa, anh thấy sao ạ? Bật mí với mọi người luôn, có lẽ là trong ba người giám khảo ngày hôm nay thì chỉ có một mình Khoa là đã từng thu âm cho chị Thanh Thảo thôi. Và vì vậy là cái giọng chị Thanh Thảo là Khoa nắm trong lòng bàn tay luôn. Và nếu mà chị xét riêng về cái giọng á thì ngày hôm nay là đội của Phạm Lịch và bé Khánh Chi là làm rất là tốt luôn. Hai người nghiên cứu rất là kỹ lưỡng. Tuy nhiên cái ấn tượng hơn đối với Khoa lại là cái nguồn năng lượng của đội bên này. Cái năng lượng mà anh chị Tú Trung mang tới sân khấu thực sự là làm cho Khoa cảm thấy giải trí vô cùng luôn. Coi nó rất là đã con mắt. Giả giọng chị Thảo không dễ nha. Mình cứ tưởng là chỉ có giọng khàn con thôi là dễ. Nhưng mà không. Bởi vì khi chị Thảo hát, mặc dù là cái giọng hơi khàn nhưng mà chị hát giọng mũi thì ra nó mấy cái đó, mấy cái nức nở đó. Đó. Và những cái nấc của chị Thảo hoặc là những cái từ cuối chị hay vuốt đuôi lên trên, nó hơi bén, nó hơi sắc, hơi sét một tí. Và để bắt được cái điều đó là cái chuyện không dễ. Mà mấy cả là những cái từ của chị hát á, là thường là biết có nhiều nghệ sĩ ở thành phố Hồ Chí Minh nhưng mà hát vẫn ra từ miền Bắc nha. Mà chị Thảo á thì chị lại hát những cái từ á, sang giọng miền Nam. Ví dụ như là nước
buồn buồn hoặc là đó là chị Han như vậy. Và ngày hôm nay là em thấy cả hai team đều làm cái điều đó rất là tốt. Hôm nay mình cũng phải chấm điểm cao cho người đã hóa trang cho bé nha, vì cái hóa trang này ở phần mũi của bé không chỉ là bé tự hình mà hóa trang cũng đã cố gắng bẻ hai cái cánh mũi của con ra, đúng không? Còn với Trình Tú Trung thì Trung ơi, chắc em có xinh thêm phải không? Dạ đúng rồi anh. À, bởi vì cái mắt em nó xanh hơn tất cả mọi người. Thật ra mà riêng chú nghĩ nha, có nghĩa là muốn giả cô Thanh Thảo thật sự rất là khó. Ngoài cái giọng là khàn, đặc trưng ta đều biết thì cô Thanh Thảo còn có một cái nữa là rất là điệu. Và ngày hôm nay thì đội của Trình Tú Trung và bé Bảo Ngọc là điệu hơn đội kia. Về cái độ điệu, em thấy điệu không? Cảm ơn những ý kiến đóng góp của quý vị ban giám khảo rất nhiều. Còn bây giờ thì chúng ta cùng nghỉ giải lao trong ít phút, chúng tôi sẽ quay trở lại ngay. Quý vị thân mến, chúng ta đang quay trở lại với chương trình Gương Mặt Thân Quen phiên bản song ca năm 2022. Và ngay sau đây chào đón trên sân khấu này sẽ là nam ca sĩ người Mỹ Bruno Mars. Hai cặp thí sinh sẽ thể hiện nam ca sĩ này như thế nào trên sân khấu? Chúng ta hãy cùng chờ đón xem ngay sau đây. Để đối đầu với team kia ông, bởi vì chúng nghĩ là cô Mỹ Linh cũng là một cái nhân vật mà có rất nhiều những cái động tác signature đó con. Dạ không ạ. À, dạ không ạ. Tả gái 3 tuần mệt ạ. Con muốn hóa thân thành à? Cô Mỹ Linh. Cô Mỹ Linh đúng không? Chúc con là sẽ bấm đặt được cô Mỹ Linh nha. 3, 2, 1, bắt đầu. Wow. Con à, con nói đi, tuần này chúng ta hóa thân thành nhân vật nào đấy nhỉ? Tuần này mình hóa thân thành chú Bruno Mars. Lo. Và cuối cùng cũng đã trở về cảm giác nội tâm của chúng mình rồi đấy. Lo, thật sự lo. 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 Nên em đang ở trong một cái phòng rất lo. Đối với con thì con thấy khó nhất phần nào của nhân vật Bruno Mars? Con thấy khó nhất ở phần hát ạ. Phần vì là chú Bruno Mars giọng rất là cao. Nhẹ. Và nhẹ nữa nên là cũng khó để giả lắm. Trời ơi, hôm bữa chưa có vỡ giọng á thì cái giọng rất là mướt mát. Hôm nay thì vỡ trong cái khô queo nha, rất là khắp hiểu nha, nên lo hơn. Nhưng mà không sao, cái đó là thử thách của chúng ta, đúng không ạ? Cứ đến đâu mình chơi tới đó, thử thách không làm khó được hai chú cháu. Nên thôi thì đây là cái tâm trạng thiệt. Nên hôm nay chúng ta có mặt ở trong phòng lo lắng. Lo thì lo, nhưng cố thì vẫn cố. Vậy còn đối thủ của họ, đội Bình Phong đang ở đâu? Tuần vừa rồi là chọn trúng nhân vật là Bruno Mars. Thì tuần này là sẽ thách đấu cùng với team của chú Quốc Bảo và Sĩ Luân, phải không? Thì con cảm thấy có... hay sao? Con thì con thấy không lo lắng hoặc là cảm thấy gì kiểu như là khó khăn trong việc luyện tập. Con thấy là... mình thì cứ mình cứ thoải mái mình lên biểu diễn thôi, cho dù là mình điểm thấp hay điểm cao thì cũng điều đấy cũng không quan trọng với con. Giờ yes. Khó khăn tiếp theo con biết là gì không? Đó là đối thủ của chúng ta. Đúng rồi. Tại vì trong vòng này là vòng đối đầu. Những lần trước là chúng ta chỉ có đối đầu bản thân mình với sân khấu, với khán giả thôi, mà đã có rất là nhiều áp lực và khó khăn rồi. Đó, mà lần này khó khăn sẽ tăng lên gấp nhiều lần nữa khi mà có đối thủ trực tiếp trên sân khấu. Cho nên là con có áp lực không? Có chứ, sao có áp lực được, nhưng mà mình vẫn phải cố gắng. Đúng rồi, tại vì đối thủ của chúng ta cũng là một đối thủ rất là mạnh. Đó là team của Nam Phong và cô Thái Bình. Đó, giọng ai cũng rất là tốt. Và cái khả năng biến chuyển họ trên sân khấu ở qua từng vòng thì chúng ta cũng đã biết được rồi. Cho nên đây sẽ là một cặp đối thủ đáng gờm. Thì bây giờ là chắc là mình sẽ thử thách thêm gì đó ha, cho nó thú vị trong cái... Ok, con chọn cái màu nào để cô sẽ bóc xuống. Lấy màu xanh dữ quá đó. Con thích này hả? Sao con thích màu xanh dữ vậy? Con thích màu rồi. Xử cái gì? Cả nhà yêu ơi, sử dụng giọng của nhân vật trong suốt tuần thi. Rồi, nói tiếng Anh cả tuần nha con. Hello. Hi, I'm Bruno Mars. I'm moving to Vietnam. Nếu tôi biết một chút chút tiếng Việt. Hay quá trời slow. Bye bye. Bye bye. Trên bàn là món quà để động viên tinh thần cho đội nội tâm. Hai chú cháu hãy chọn một chú hạc và mở ra nha.
ơi, có quà luôn con ơi. Có quà. Hôm nay có quà, hôm nay là chú cháu mình là một bên mặc màu vàng nè, bên mặc màu xanh lá cây nè. Có màu vàng, màu xanh lá cây luôn. Chú cho con lựa luôn. Con thích màu nào, con bóc màu đó. May mắn nào, chị Luân ơi, nhận quà nào. Vì là đồ của con màu xanh, đồ của chú màu vàng nên con chọn màu đỏ nhé. Con chọn màu đỏ nhé. Cái gì vậy bà nội? Màu đỏ may mắn. Rất tuyệt vời. Đúng rồi. Tư duy và logic của cậu bé này. Khó khăn đó thưa quý vị, mở con giấy ra để lấy quà thôi là thấy trong chân mà rất là cồng kềnh đứng từ Sĩ Luân rồi. Được chưa ạ? Đây, con xong rồi. Từ từ, đừng để rách con. Rách một cái là không nhận được quà đó. Đây. Thấy quà rồi. Nhưng mà sao có một cái chặng đường nhận quà của Sĩ Luân. À đây. Báo rồi. Mà tập nhân vật vậy đó. Một buổi đi chơi của hai thầy trò. Wow. Được đi chơi. Ui. Được đi chơi. Cái này có nghĩa là sẽ thúc đẩy tinh thần của Sĩ Luân rất là nhiều. Tại vì đây là một cậu bé cũng là một cậu bé nội tâm, suy nghĩ nhiều và rất là dễ bị ảnh hưởng cảm xúc nữa. Cho nên cảm ơn chương trình đã mang đến một món quà tuyệt vời. Con cảm ơn tất cả mọi người. Cô thì thật sự là cô thấy là cô cứng người đó. Cô thấy là đứng hình ổn đó. Đúng rồi, đứng không hình ổn đó. Cái chuyến này rồi đó, cả nhà yêu. Thì thôi thì dù gì thì một khi đã thử thách rồi thì mình phải cố gắng đúng không con? Dạ, thì đúng cô rồi. Cứ nói theo con không nói nên mình không vượt qua. Nên là thôi ok. Thì bây giờ sẽ nói chuyện kiểu Bruno Mars hết nguyên cả tuần như thế nào thì mọi người hãy cùng đón xem tập tuần này nhé. We should be dancing, long dancing in the west wind and the west wing of the person what happened. I've been looking everywhere that I say, come straight from my heart. So if you try and lay in this arm, I believe it's all. You're coming too. So sweet, so tight. I wanna find a little light. If you're small, I got the hate. And if you're hungry, what a kind of feeling. Oh baby, don't kiss me. There's so much of it. The better whiskey, just to keep kissing, calling. Rope it to the bathtub, girl, jump in the bubbly. I'm brand new game, everyone I say, come and shine from my heart. So if you tryna learn this arm, I'ma leave it open. I'ma leave it open. I'ma leave it open. You feel the way I feel when you want me like I want it tonight, baby.
la 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 You break it and own it. Don't break it, Malcolm.
come show me, come on, dance, don't fool me. You're sexy and phony. You're Saturday night, we in the spot. Don't believe me, just watch. Come on. Don't believe me, just watch. 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 Hey, 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 oh. Uptown funk you up. 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 Your sex lady, but you walk around here like you wanna be someone else. Oh, wow. I know that you don't know it, but you're fine, so fine, fine, so fine. Oh, wow. Oh, girl, I'm gonna show you when you're mine, oh, mine. Crazy, yes, is what you are. Honey, you're you are treasure. Quốc Bảo, Sĩ Luân, Thái Bình, Nam Phong. Quý vị thân mến, phải nói đây là một cái hình tượng nhân vật mà không dễ dàng để hóa thân. Và đương nhiên, phần khó khăn nhất luôn thuộc về ban giám khảo. Xin mời anh Châu Đăng Khoa, anh cảm thấy sao ạ? Ngày hôm nay thì cả hai đội khá là đồng đều với nhau. Tuy nhiên thì nếu như mà đội Quốc Bảo với lại Sĩ Luân thật sự là đầu tư về cái việc là hóa trang và nhìn cái làn da như thế thì tôi cảm giác giống như đây là phiên bản đập kem. Đập kem của Bruno Mars. Thực ra thì Bruno Mars Khoa nghĩ là rất là khó để diễn nha. Vì vậy là ngày hôm nay á, xét về giọng hát á, thì Khoa nghĩ là đội của Thái Bình với lại Nam Phong nhìn hơn. Còn ở bên Quốc Bảo thì là cái hình tượng thì trông nó lại giống hơn. Bruno Mars có một cái cách mà Khoa để ý khi trình diễn là anh ấy rất là tận hưởng trên sân khấu của mình. Từng cái động tác nhảy hay gì đó, mọi thứ nó đều rất là tận hưởng trên sân khấu luôn. Và ngày hôm nay thì Khoa cảm thấy là Thái Bình, Nam Phong đã làm nhỉnh hơn cái phần này. Còn ở bên kia thì Quốc Bảo có vẻ như không có năng khiếu vũ đạo lắm. Khi mà vừa nhảy vừa phải lo nhớ bài nên là cái sự tận hưởng trên sân khấu nó bị thiếu đi. Hơi tiếc cái phần này một tí thôi. Tuy là về giọng hát thì cả hai đội gần như là không có ai giả ra gần giống nhất với Bruno Mars cả. Tuy nhiên thì nếu mà xét về giọng hát thì Sĩ Luân có một cái giọng hát rất là hay, làm cho chú cảm thấy nổi da gà luôn. Tuy là nó chưa giống Bruno Mars lắm. Còn ở bên đây thì hai cô trò này quá đồng đều, quá xuất sắc về giọng hát lẫn cái cách trình diễn nữa. Hôm nay rất là hay. Cảm ơn chú. Trời ơi. Ôi 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 ôi. Anh có đọc cái nốt của em không vậy? Không. Trời, anh nói đúng chăm ý em vậy luôn hả? Bây giờ em nói đi, ý kiến của tôi y chang anh Khoa. Ê Hòa, Hòa có cần thêm thời gian để anh Nghĩa nói, xong rồi trong lúc đó Hòa nghĩ ra những cái ý mới không? Chắc là vậy đi nhờ. Dạ, Nghĩa. Hôm nay anh thấy hai đội
mang đến hai cái bài hát của riêng mình nó rất là hay. Đầu tiên là Đội Của Quốc Bảo với Sĩ Luân với cái bài mà Leave the Door Open. Đây là cái bài hát thắng hai giải Grammy ở hai hạng mục luôn, là cái bản ghi âm của năm với cái bài hát luôn. Yeah. Và cái bài này là mang cái màu sắc trữ tình, nó rất là hay luôn. Và có lẽ là Bảo cũng nhận biết được rằng là Sĩ Luân cũng không có phải là thế mạnh ở cái phần vũ đạo, cho nên là cũng sẽ chọn lựa một cái bài hát mà nó không có quá nhiều những cái động tác nhảy và để có thể phô ra cái giọng hát của Sĩ Luân. Và ở đây thì hai chú cháu kết hợp theo bản thân cô Đại Nghĩa thấy rằng là khá là nhuần nhuyễn khi Bảo hóa thân thành cái anh mà Anderson Peak đó, thì kết hợp cùng với Bruno Mars tạo ra cái phần trình diễn nó khá là đồng đều. Bởi vì giọng của Bruno là cái giọng nam cao nhẹ, và khi anh ấy lên cao á, nghe cái giọng nó nhẹ, nó mỏng, nó mảnh một tí và nó bay bay. Anh thấy rằng là Sĩ Luân á có cái giọng đó, một phần là bởi vì con cũng đang trong cái giai đoạn mà vỡ giọng đó, cho nên là cái giọng nó cũng hơi nhẹ nhẹ, nó bay bay như thế. Thì chú nghĩ là thấy rất là hợp, rất là hợp khi con hóa thân thành cái hình tượng này. Và phải nói một điều là hai chú cháu ngày hôm nay rất là đẹp, khác hẳn hoàn toàn so với những hình tượng mà hai chú cháu đã thể hiện trong hai tuần trước. Phải nói là ekip hóa trang của hai chú cháu ngày hôm nay quá tuyệt vời luôn, để giúp cho hai chú cháu có một cái tiết mục mà theo chú Nghĩa đánh giá là hay nhất của Sĩ Luân trong những tuần vừa qua. Còn với Thái Bình và Nam Phong thì phải nói là đây là một cặp thí sinh vẫn giữ được phong độ đến tuần thứ ba. Chưa có một cái phần trình diễn nào của cặp thí sinh này mà làm cho chú Nghĩa cảm thấy là phải lo lắng hoặc là thất vọng cả. Nó đều chuẩn chỉnh từ cái nhìn bên ngoài cho đến cái phần hình thức nội dung thể hiện bên trong. Hai bạn đều làm rất là tốt. Những động tác nó rất là nhẹ nhưng mà nó dứt khoát. Nó nhẹ nhẹ buông lơ xong rồi dứt khoát. Thì ở đây hai cô trò làm rất là tốt cái điều đó. Và mình thấy thể hiện một cái sự thoải mái, là bởi vì như trong cái clip gốc là mình thấy là anh ấy vừa hát vừa nhảy trên phố, nó có một chút gì đó đường phố. Cái bài Uptown, đúng không? Uptown, cái bài này nó lại xen lẫn giữa những cái thể loại âm nhạc khác nhau. Nó có nhạc funk trong đó, nó có nhạc soul trong đó, và nó có một chút disco nữa. Và vì vậy nó ra được một cái tinh thần rất là vui, rất là nhộn nhịp và hào hứng. Và hai cô trò làm rất tốt, cũng như Nam Phong cũng vậy. Cái giọng của con á vẫn là giọng của một cậu bé, cho nên vào cái vai anh chàng này thì cái giọng đó chú Nghĩa cũng thấy phù hợp luôn. Cho nên rất là khó để mà đánh giá rằng giữa hai đội này đội nào nhỉnh hơn. Và ngay kể cả cái bài cuối cùng khi hai đội kết hợp cùng với nhau cũng vậy. Thấy một cái sự mà ngang tài ngang sức, cho nên hôm nay sẽ là một bài toán khó làm cho ban giám khảo đau đầu để lựa chọn giữa hai đội này. Khoa nghĩ là cả hai đội đều có nghiên cứu rất là kỹ. Tuy nhiên có một cái điểm mà Thái Bình làm mà ba người còn lại quên làm, đó chính là cái lắc đầu của Bruno Mars. Chỉ có một mình Thái Bình là Khoa để ý là làm rất là chi tiết luôn, từng cho động tác lắc đầu một. Và Khoa có một cái câu hỏi dành cho đội Quốc Bảo và Sĩ Luân, không biết là hai người mình hóa trang như vậy thì có bôi đen toàn thân luôn hay là chỉ có hút trên thôi? Anh ơi, bôi thì bôi trên mặt tôi chứ mặc vào rồi thì mình bôi gì? Không kìa, thấy cả ngực cũng đen luôn kìa. Cái này đúng là cổ áo thôi anh. Tại vì nếu như mà bôi toàn thân luôn thì sẽ được điểm cao hơn. Còn đây là bôi có nửa thân trên thôi. Em khó quá Khoa ơi. Đó là sự đầu tư. Nhìn bên ngoài thôi chứ không lẽ giờ mình kêu cởi cái nút áo ra nữa đi mình xem. Kéo cái ống quần lên cái chân đen luôn là thêm điểm. Trời ơi. Nó lạnh ha. Đã đến gì luôn à. Cái câu hỏi của anh Khoa cũng là một cái yếu tố nha, nó khá là quan trọng á. Theo cô Hòa đánh giá thì ngày hôm nay đội của Quốc Bảo và Sĩ Luân thì Hòa đánh giá là cao hơn về mặt hình thức rất nhiều. Đó là cái sự hy sinh về cái việc mà chúng ta phải bôi đen ở trên khuôn mặt. Bên này thì chúng ta chỉ sử dụng ở trên mặt một chút thôi. Còn ở phần cổ thì chúng ta vẫn nhìn thấy cái làn da nó hơi sáng. Nó không ra được đúng hết chất của cái việc mình hóa thân và hóa trang. Và ở trong gương mặt thân quen thì cái việc mà hy sinh và chấp nhận để làm tốt hình thức của một nhân vật mà mình nhận được á, đó là một cái mà được đánh giá rất là cao. Anh thì anh không nghĩ rằng là mình dùng từ hy sinh đâu. Là bởi vì khi mình tham gia vào cái sân chơi này á, là mình phải hóa thân thành một người khác. Và mình phải làm sao cho giống nhất với người đó. Thì đó là cái chuyện đương nhiên mình phải làm. Và mình sẽ phải đầu tư một cách nghiêm túc cho cái phần hóa thân đó. Tại vì dù sao thì bé vẫn còn nhỏ ấy, nhưng mà mình vẫn chấp nhận, mình vẫn chấp nhận để làm một cái điều gì đó tốt nhất cho cái phần thi của mình. Thì đó là cái điều mà cô Hoàn đánh giá rất là cao ở Sĩ Luân. Phải khâm phục người đã hóa trang cho hai thầy trò ngày hôm nay. Còn về tiết mục của team Nam Phong và chị Thái Bình, đúng một câu rất chuẩn là lúc nào ca sĩ Bruno Mars cũng tận hưởng trên sân khấu và
cái sự tận hưởng đó cũng tạo ra cho cái người xem cảm giác được tận hưởng sân khấu của anh ấy. Có cảm giác giống như là âm nhạc ở trong máu của anh ta đó. Dạ đúng rồi, mà cái từng cái bước nhảy nó cũng giống như là ở trong cơ thể anh ấy ra vậy, chứ không phải là hôm qua tôi phải tập như này và hôm nay tôi phải làm như thế. Kiểu giống như đôi khi mình quên động tác nhưng mà mình vẫn cứ thể hiện theo những cái gì ở trên cơ thể, nó theo cái cảm nhạc thôi. Và về cái phong cách ngày hôm nay thì cái việc tận hưởng đó là cặp đôi làm tốt hơn ở bên đội của Si Luân. Mà tuần nào hai cô trò cũng làm tốt cả. Và cái điều mà Hòa cảm thấy rất bất ngờ là hai cô trò phải tập luyện vất vả đến như thế nào mới có những cái sự phối hợp từng động tác, người này đưa tay bên này, người này đưa tay bên kia, chân trái, chân phải xoay chuyển như thế nào, tất cả mọi thứ nó đều nhau. Và nó giống như là hai người đã kết hợp nhiều năm rồi á, chứ không phải là chỉ có thời gian gần đây bắt đầu mới gặp nhau. Thế cho nên là cái sự phối hợp và phong cách là điểm mạnh của đội thì đánh giá rất là cao ở phần trình diễn này. Thật sự là Nam Phong á là khiến cho anh cảm thấy, khiến cho Khoa cảm thấy là một chàng trai rất là cái nhịp rất là chắc. Nhưng anh ơi, anh phải thấy được Nam Phong ở hai tuần trước là con đã múa trèo anh ạ. Vậy đó, là con múa mà tất cả mọi người bên dưới là không tin nổi con là một chàng trai luôn á. Mà ngày hôm nay những động tác của con nó dứt khoát, nó sung sướng, nó thể hiện được những cái sự thoải mái, thì cái đó là cái mà cô nghĩ là con đúng là một cái ứng cử viên nặng ký đó. Thật sự là chúc mừng cho hai cô trò ngày hôm nay. Hôm nay cô Hòa có nói về cái việc Bruno Mars cảm giác như là âm nhạc nằm trong máu của anh ta có sẵn. Các con biết tại sao không? Là bởi vì á, chú Bruno Mars á, là sinh ra ở Honolulu và Hawaii. Chính vì thế tại sao mình thấy rằng có những ca sĩ ra họ hát hay đó, nhưng mà mình không có thấy rằng cái nhạc nó có trong máu, trong con người của họ. Còn cái anh chàng này là có. Thì đôi khi chúng ta khi nghiên cứu về nhân vật á, chúng ta cũng phải nghiên cứu cả về cái tiểu sử của người ấy, để mình có thể hiểu được cái tinh thần của người ấy như thế nào, để mình toát ra không phải chỉ là bằng giọng hát, không phải chỉ là những động tác biểu diễn, nó còn là cái khí chất của cái nhân vật đó nữa. Thì nó sẽ làm cho cái nhân vật của chúng ta hoàn hảo hơn nha. Xem như là một cái lời để chú Nghĩa gợi ý, để chúng ta ở những tuần sau, khi mà chúng ta nhận được một nhân vật nào đó, thì mình không phải chỉ xem về bài hát, hãy xem luôn cả về tiểu sử, nguồn gốc, xuất thân của người đó như thế nào. Là bởi vì từ những điều đó nó sẽ có những cái điểm đặc biệt mà nó có thể nó đi vào trong phong cách âm nhạc của người đó về sau luôn nha. Chúc mừng các hai đội ngày hôm nay. Xin cảm ơn quý vị ban giám khảo. Và phải nói là với cái khối lượng công việc rất là nhiều và chỉ có một tuần để các bé chuẩn bị được từ giọng hát đến phong cách biểu diễn đến tất cả mọi thứ, thì đôi khi là cũng chưa thể nào mà chúng ta tìm hiểu được hết tất cả mọi cái vấn đề đó. Và hy vọng là những cái lời góp ý của chú Nghĩa, của cô Hòa, của chú Khoa sẽ giúp cho các con tốt hơn ở tuần sau. Si Luân thân mến, tuần vừa rồi thì con đã bước vào căn phòng lo lắng. Chắc hẳn là con đã rất là lo lắng cho cái nhân vật này. Thì bây giờ con có thể chia sẻ cái sự lo lắng của mình ra được không? Vâng, thì vì là con cũng vỡ giọng ấy, nên là giọng con thấp xuống. Và mới đầu thì con cũng không có thể mà kiểu chấp nhận được ấy. Nhưng mà dần dần con cũng chấp nhận và con cũng lo. Rất là khó, nếu mà mùa của chú mà chú bấm được chú Bruno là chú cũng liểng xiểng luôn đó con. Nhưng mà con yên tâm đi, bởi vì là ai rồi cũng sẽ phải vỡ giọng thôi. Và chú tin là con hãy đương đầu với điều đấy, bởi vì mình đến đây nó cũng chỉ là một sân chơi để mà chúng mình tham gia chơi với nhau thôi. Nên là đừng có áp lực quá nhá. Còn Nam Phong, con đã bước vào căn phòng mạo hiểm. Và thử thách tuần vừa rồi của con là gì? Thử thách tuần vừa rồi của Bruno Mars đó chính là phải nói tiếng Việt kiều một tuần, chứ Bruno Mars không có được học tiếng Việt để có thể giao lưu nhiều cùng với ban giám khảo và quý vị khán giả. Có cảm giác Bruno Mars đang bị đau bụng. Đang bị đau bụng. Và Thái Bình thân mến, cả một tuần vừa rồi mà hai cô trò phải tập luyện này, phải nhảy và phải trao đổi với nhau rất là nhiều thông tin, mà với cái thử thách này thì cái điều khó khăn mà đội mình gặp phải là cái gì ạ? Dạ, thì là như là ban giám khảo cũng đã biết những vòng trước á, thì là Nam Phong thì sẽ chuyên về những cái về múa nhiều hơn, về những cái động tác nhẹ nhàng nhiều hơn. Còn đây là lần đầu tiên mà Phong nhảy theo kiểu hip hop. Ảnh kiểu như là ảnh anh stress, anh mà kêu ôi con đau đầu quá cô ạ, con đau đầu quá bây giờ làm sao, ôi con đói quá cô ơi, kiểu thế đủ thứ hết. Thì cứ kêu là ok thôi con cố gắng đi, ăn trước tô cơm mới lên, phải ăn được 2-3 muỗng cơm mới lên. Nói chung ngày hôm nay thì thật sự là em cũng rất là tự hào và cảm thấy là biết ơn Phong á, tại vì là sợ là Phong bị áp lực và không làm được. Nhưng mà rất may là khi mà mỗi lần mà lên sân khấu và có ánh đèn một cái là Phong
đổi hẳn liền và làm rất là tốt. Xin cảm ơn sự chia sẻ của hai cặp thí sinh vừa thể hiện nam ca sĩ Bruno trong ngày hôm nay. Và trước khi đến với một giọng ca hàng đầu Việt Nam, đó là giọng ca của Diva Mỹ Linh, hãy cùng nghỉ giải lao trong ít phút, chúng tôi sẽ quay trở lại ngay. Gương mặt thân quen phiên bản song ca năm 2022. Và tôi là Long Jun đứng ở đây để cùng quý vị đi đến hết bất ngờ này đến bất ngờ khác. Ngay bây giờ sẽ là một nhân vật mà tất cả chúng ta đều rất mong đợi. Chúng ta hãy cùng hướng mắt lên sân khấu để chào đón Diva Mỹ Linh. Hy vọng là sang tuần sau con sẽ chọn được một cái nhân vật phù hợp để cùng đối đầu với các team khác nhá. Chuẩn bị sẵn sàng chưa? Chuẩn bị 3, 2, 1. Xin mời nữ ca sĩ Diva Mỹ Linh. Chúc mừng bạn đã dũng cảm chọn vào phòng mạo hiểm để có thể thử thách và trưởng thành hơn. Mạnh mẽ lên, phòng mạo hiểm luôn bên bạn. Đó là điều chúng ta đang cần ngay lúc này. Tuần này thì cô mentor Kim Thành và con đã lựa chọn một nhân vật, đó là cô Mỹ Linh. Và đối với con thì khi mà lựa chọn nhân vật này là một cái sự lựa chọn phải gọi là vô cùng khó khăn và thử thách cho hai cô cháu ở tuần này. Vì cô Mỹ Linh là một diva rất là nổi tiếng ở Việt Nam đúng không? Tuần trước thì cô Thành và con đã chọn nhân vật là chú Sơn Tùng MCP và hai cô cháu đã lựa chọn phòng thoải mái. Cô cháu mình hơi chủ quan một chút nên là cái số điểm mà đạt được trong cái vòng vừa rồi thì nó không được cao cho lắm, nên là hai cô cháu muốn thử thách mình. Là rất thấp con ạ, chứ không phải là không được cao cho lắm. Là rất thấp con ạ. Giờ lần này hai cô cháu muốn thử thách mình ở một căn phòng, là căn phòng mạo hiểm. Đúng rồi. Tại vì không còn gì để mất nữa rồi. Đúng rồi ạ. Chính vì thế hôm nay hai cô cháu đã chọn căn phòng mạo hiểm để tiếp tục chiến đấu hết mình. Cho con chọn đấy, con thích màu gì? Trong này có một cái màu cam. Chắc là con sẽ lấy cái màu cam. Con lấy xuống, đọc lên. Mashup thêm một bài hát khác. Trời ơi, cứu tôi. Trời ơi. Sao? Hiện tại thì hai cô cháu mình đang chọn bài Hoa cỏ mùa xuân của cô Mỹ Linh. Nhưng bây giờ phải mashup thêm một bài hát nữa thì chắc phải... về nhà suy nghĩ thêm mọi người ạ, cần trời phải ơi. Có thời gian. Thật sự là rất khó luôn, bởi vì đối với con, cô Mỹ Linh là một diva rất là nổi tiếng, mà thật sự là để bắt chước được giọng và khẩu hình đúng và rồi. Cái cách mà cô ấy diễn đạt ra cái lời hát và cái hình thể, thật sự là không phải ai cũng làm được điều đấy, và thực sự là rất là khó. Mà bây giờ còn phải mashup thêm một bài hát nữa thì cũng là một thử thách rất là khó khăn cho hai cô cháu. Với thử thách lần này thì Thành hy vọng rằng sẽ mang lại số điểm cao cho cả hai cô cháu để hai cô cháu có động lực tiếp theo chiến đấu ở những live show tiếp theo nữa. Chúc cô gắng chiến đấu hết mình. Chiến đấu nhá. Chắc chắn là sẽ làm tốt thôi. Cao con 12 nha. Rồi, ok. Đồng ý là cái phát nữa nè. Rồi, cảm ơn hai cô cháu. Bây giờ chúng mình cũng đi vào đây nhé. Hôm nay còn bắt chú hỏi nhiều nữa không con? Chị Chanh nè. Tập nào cũng vậy luôn chú ơi. Hôm nay con làm nhân vật nào nào? Cùng với Linh. Wow. Oh. Lần đầu tiên cô cháu mình được vào phòng này. Cô có cái gì? Ôi. Trời, nhìn mắc cười. Dễ thương à. Chúc mừng team Phượng Vũ. Con ơi, chị Tranh Nhí ơi, hôm nay con có cái cảm xúc nào mà con muốn chia sẻ đến các quý vị khán giả không? Con cảm thấy rất là vui luôn. Con cũng không có nghĩ là con được nhất tuần đâu. Tại con thấy là con đa số là con chỉ nghĩ là con tấu hài để cho mọi người vui. Thế là tấm hình này của chúng mình sẽ được treo ở trong phòng này. Thật là vinh dự, hãnh diện. Hôm nay chúng ta sẽ là người thứ hai được dán lên trên bức tường vinh dự này. Con có ước muốn gì trước khi dán lên không? Có. Ước muốn gì? Là
con luôn luôn được giúp tôi. Cô cũng ước như thế và ai cũng ước như thế. Nào bây giờ mình hãy treo khung ảnh tự hào lên nào. Trong vòng thi thứ 3 này thì team Phượng Vũ và Khả Hân đã bấm chọn vào một nhân vật cũng rất là khó khăn. Đó chính là Diva Mỹ Linh. Tiết mục lần này thì Phượng Vũ và Khả Hân đã chọn một ca khúc cũng rất là nổi tiếng. Đó chính là ca khúc Khúc Giao Mùa. Và Phượng Vũ sẽ hóa thân thành như ca sĩ Thu Minh. Còn Khả Hân chắc chắn là Diva Mỹ Linh rồi. Bởi vì rằng cái chất giọng của Khả Hân thì trầm và khàn. Cho nên là mình không còn cách nào khác. Đó là mình sẽ phải tập trung vào những cái cử chỉ, những cái biểu cảm trên khuôn mặt của chị Mỹ Linh. Cái khẩu hình nó phải tròn á, tròn cái dày đó. Con nghe nói là vô căn phòng này là căn phòng tự hào thì con nghĩ là cũng sẽ có quà chứ đúng không? Chứ tự nhiên không mình bước vô đây ngồi nói chuyện không cũng kỳ. Thì con cũng mong chờ cái phần đó lắm. Và đây, chiếc gương gỗ này đây. Ok, để cô cho mình mở ra nha. Wow. Yeah. Hai, ba cùng mở mắt ra nha. Phần thưởng của bạn là quyền mời thêm khách mời đặc biệt ở bất cứ tập nào. Yeah. 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 Thế thì cô biết là mình sẽ dùng cái phần thưởng này vào tập nào rồi. Nhưng mà bí mật. Sao cô không nói với con? Không, mình bí mật. Cô sẽ nói với con. Nhưng mà mình sẽ bí mật với chương trình để mọi người bất ngờ. Đồng ý không? Và ngay sau đây thì xin mời tất cả mọi người cùng đến với bản gốc của ca khúc Khúc Giao Mùa do Diva Mỹ Linh và ca sĩ Thu Minh thể hiện. Và mọi người hãy đoán xem Phượng Vũ và Khả Hân sẽ hóa thân với hai nhân vật này như thế nào nhé. Xin mời. Bên em anh say trong hạnh phúc. Đôi môi em anh ngỡ cánh đào. Bên anh em nghe trong lòng. Này là cỏ non rất mềm, này mùa xuân rất hiền, này là hoa rất thơm. Này là giọt sương chiếu nặng hạt ngọc trên lá cỏ, trên bông tầm xuân trước hiên nhà. Biết em, biết em, đã mang một mối tình. Hùa hùa biết em, biết em.
nối xanh mơn man, từng hạt mưa long lanh rơi mùa xuân. Và trong ánh mắt lấp lánh lời yêu thương ai ngập ngừng. Mùa xuân đã đến bên em và mùa xuân đã đến bên anh thì thầm. Làn gió khẽ vuốt tóc em và làn gió nói cùng em nhớ thương. Và em đã biết nói tiếng yêu đầu tiên và em đã biết thương nhớ biết dần hơn. Mùa xuân đã đến bên em trao nụ hôn và mùa xuân đã trao cho em ánh mắt anh. Để rồi đắm say, để rồi ngất ngây. Và em đã biết nói tiếng yêu đầu tiên và em đã biết thương nhớ biết dần hơn. Mùa xuân đã đến bên em trao nụ hôn và mùa xuân đã trao cho em ánh mắt anh. Để rồi đắm say, để rồi ngất ngây. Để cùng đầy nhau bước trong giao thừa đón xuân đang về với tình yêu trái đất này. Cùng đang mùa nhìn nhau ánh mắt hân hoan với bao niềm yêu thương cuộc đời. Bên nhau ta xây trong hạnh phúc. Đôi môi em xin ngỡ cánh đào. Bên nhau em nghe trong lòng hát những giai điệu tình yêu. Ta đi bên nhau đón xuân đang về. Trong giao thừa đón xuân đang về với tình yêu trái đất này. Đã cùng bao người nhìn nhau ánh mắt hân hoan non nớt với bao nhiêu yêu thương. Bên nhau ta say trong hạnh phúc. Đôi môi em xin ngỡ cánh đào. Bên nhau em nghe trong lòng hát những giai điệu tình yêu. Ta đi bên nhau đón xuân đang về tới. Hôn hoa vào cùng với đất trời. Chúc nhau thêm hạnh phúc, chào mừng một năm.
chúc nhau thêm hạnh phúc, cuộc đời mãi thắm tươi. Xin nâng ly lên chúc nhau thêm hạnh phúc, cuộc đời mãi thắm tươi. Thôi để âm nhạc đưa chúng ta đến gần nhau hơn, chị Minh có thể giúp em cover lại một cái ca khúc mà gần đây rất là nổi tiếng. Uê 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 uê. Dạ. Ok, nếu mà em muốn. Trời đất ơi. Nếu mà em thích thì chị sẽ hát. Wow. Uê 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 uê. Sao mấy lần đầu gặp mà đầu mình quay quay. Anh ơi anh à, anh bơ bùa gì mà lại làm em yêu thế. Baby, baby, em nói từ đầu, baby, can you stay? Nhờ gương mặt thân quen mà em được gặp ba chị ở đây đều là những cái giọng hát rất là nội lực. Hiện tại thì ban giám khảo thấy sao ạ? Có thấy đang rất là dần dần giống như Long Chun không ạ? Nổi da gà, quá kinh khủng, quá khủng khiếp. Theo nghĩa tích cực, đầu tiên chắc mình phải dành một tràng pháo tay cho cả hai đội. Nhưng mà cái ấn tượng của Khoan ngày hôm nay á là đội chị Thu Minh và chị Mỹ Linh quá xuất sắc. Và nghĩ là ngày hôm nay khi mà chị Mỹ Linh thật có xem được tiết mục này thì cũng sẽ cảm thấy rất là hạnh phúc. Vì ngày hôm nay là nhìn thấy được là bé Khả Hân con hóa thân quá tuyệt vời luôn. Dạ con cảm ơn chú Châu Đăng Khoa. Ủa chị Mỹ Linh sao kêu chú em? Em có. Dạ thôi mình quay trở lại đi chứ con thấy kêu vậy cười quá. Nhưng mà ngày hôm nay được sự Thu Minh quá ấn tượng nên nó có hơi nhỉnh hơn Mỹ Linh một tí xíu. Nhưng mà Mỹ Linh cũng đang làm rất tốt luôn rồi. Và thật sự là tôi rất là mê cô Thu Minh này quá. Mà từ đầu chương trình đến giờ là chị Phượng Vũ là phải đã nhường sân khấu cho bé rất là nhiều rồi đó. Hôm nay là mình trưng ra được tí đó. Ngày hôm nay thật sự mà nói đây là cái đội mà Khoa cảm thấy. Tại vì tuy là lần đầu tiên đến với chương trình và chỉ xem được một tập hôm nay thôi, nhưng mà tôi cảm giác đây là một đối thủ rất là đáng gờm. Và trong lòng tôi nếu như có thể tôi sẽ trao cúp quán quân cho các bạn luôn ngày hôm nay. Sao sớm dữ vậy? Trời ơi, người ta mới có 3 tập. Đó, nếu có thể thôi, cũng không thể nào mà không nhắc tới là Mỹ Linh bên kia cũng quá xuất sắc luôn. Nếu như mà bóc Mỹ Linh bên này qua kết hợp với Thu Minh bên này thì trời ơi, perfect 10 điểm. Cái chữ đặc biệt là ở cái câu hát đầu tiên của chị Mỹ Linh trong cái bài đầu tiên là hát là câu gì nhỉ? Chú quên mất rồi. Này là cô non rất mềm, này mùa xuân rất hiền, này là hoa rất thơm. Đó, cái chữ thơm mà em ngửi thấy mùi thơm luôn anh. Nghe nó thơm thì là thơm. Đây là một cặp đấu vô cùng cân tài cân sức. Quá xuất sắc, không còn gì để nói nữa. Tôi hết văn luôn rồi, tôi không còn gì để nói luôn, quá tuyệt vời. Cảm ơn, giám khảo Châu Đăng Khoa. Nhưng mà chắc chắn là bây giờ Hòa Minzy cũng như anh Đại Nghĩa chắc chắn đang có rất là nhiều điều muốn nói đúng không ạ? Chia sẻ ngay lập tức ạ, đang rất là nóng lòng rồi đấy ạ. Thật ra thì em lại hơi
trái ý kiến của anh Khoa một tí. Tất nhiên là hôm nay thì bé Khả Hân đã làm rất là dễ thương. Và đặc biệt là chị Phượng Vũ thì hóa thân thành chị Thuy Phương Minh quá xuất sắc. Nhưng mà ngày hôm nay icon của chúng ta lại là chị Mỹ Linh. Chúng ta sẽ nói về một chút về tập ngày hôm nay. Thì đầu tiên là chúc mừng hai tiết mục, vì đây có lẽ là một cái màn đối đầu cân sức nhất từ đầu chương trình tới giờ. Đó là lý do vì sao mà chương trình đến cuối, đúng không anh? Ngày hôm nay Gia Như làm rất xuất sắc. Ngày Gia Như không còn hiền và không còn sợ gì nữa rồi. Chúc mừng Gia Như. Bởi vì là nó giống ở cái nhiều yếu tố lắm. Chị Mỹ Linh có nhiều yếu tố để chúng ta có thể bắt chước. Giống như là có ánh mắt này, có khuôn miệng. Chứ nó không chỉ là giống như em là em hay làm lố cái miệng lên. Nhưng mà đây không phải, là bé Gia Như vẫn giữ được cái khuôn miệng của chị Mỹ Linh này. Vẫn cố gắng làm cho nó có một cái nét riêng. Nhưng mà cái ánh mắt là cái ánh mắt của chị Mỹ Linh khi hát. Thì chị Mỹ Linh hay kiểu như là chúng ta lên như thế này rồi xong bắt đầu chúng ta lại đi sang bên này, chúng ta nhìn là cái ánh mắt ấy nó rất là đặc trưng của chị Mỹ Linh. Và ngày hôm nay thì Gia Như đã làm được hết tất cả mọi thứ trên khuôn mặt. Về giọng hát, có những cái từ luyến lên hoặc là kết câu hoặc là rung giọng thì Gia Như đều làm rất là xuất sắc cái việc hóa thân thành chị Mỹ Linh. Và thêm nữa là hình thể biểu diễn thì Gia Như cũng nghiên cứu, và ngày hôm nay cô trò của Gia Như và chị Kim Thành thì đã nghiên cứu về chị Mỹ Linh rất là kỹ. Vì chị Mỹ Linh khi biểu diễn thì cơ thể không hay đứng im mà sẽ hay chuyển động theo hướng như thế này, như thế này, như thế này. Và khi mà Gia Như từ kia bước lại đây mà cứ như thế này là tôi không chịu nổi. Không chịu nổi. Và ngày hôm nay điểm tuyệt đối dành cho Gia Như luôn. Chúc mừng cho Gia Như. Nhưng mà công bằng mà nói thì bé Khả Hân cũng diễn rất là tốt. Tức là em nói là bé Khả Hân diễn rất là dễ thương, nhưng mà cái khuôn miệng thì nó tưởng là như vậy nhưng mà nó không phải là chị Mỹ Linh. Đấy là theo đánh giá của cô Hòa thôi nhá. Nhưng mà con vẫn có một phần trình diễn rất là duyên dáng trên sân khấu. Giống như là tuần trước con cũng nói đấy, con đâu có nghĩ là con thắng đâu, con nghĩ là con tấu hè cho mọi người vui à. Thì con nghĩ là con là một yếu tố giải trí trong chương trình không thể thiếu trong năm nay, và chương trình phải cực kỳ may mắn thì mới mời được con đến đây năm nay đó. Dạ, cảm ơn cô. Con có muốn chia sẻ gì với cô Hòa về cái quá trình tập luyện của con không, để cho cô hiểu hơn về con nè? Cái nằm này nè thì á, thấy là nó hơi bị chỉ ra, nên là hôm qua thì ba con đã ngồi đó và lấy hộp quẹt hơi để cho nó ép sát vô. Người ta nói đằng sau người phụ nữ thành công là người đàn ông, còn đằng sau con gái thành công là người cha vĩ đại. Bé thương quá con ơi. Thế cho chú hỏi là cái khúc mà con như này này là do con phiêu theo nhạc hay là lúc đó là tập xong rồi con nhớ là khúc đó cô Mỹ Linh có làm như vậy cho nên là mình bắt chước theo? Dạ, nói chung là con thấy là cô Mỹ Linh hay làm những cái động tác ví dụ như là rồi, vậy là mình đã có nghiên cứu rất là kỹ đúng không? Thế thì ngay bây giờ thì cùng nghe ý kiến của giám khảo Đại Nghĩa xem là chú Đại Nghĩa sẽ cho con những cái ý kiến như thế nào nhá, cả hai đội nhá. Hôm nay thì hai đội đội nào cũng hay cả, và dĩ nhiên mỗi đội sẽ có một cái vượt trội. Như đội của Gia Như với là Kim Thành thì hôm nay là chú Nghĩa bị con thuyết phục hoàn toàn luôn đó Gia Như. Bởi vì con bước ra là chú Nghĩa nhìn thấy cô Mỹ Linh. Cô Mỹ Linh thì đã ở gương mặt thân quen này từ cái mùa đầu tiên khi chú Nghĩa còn là thí sinh, cho đến khi chú Nghĩa được vinh hạnh ngồi cùng với cô trong vai trò là ban giám khảo. Cho nên chú Nghĩa là nhìn rất là kỹ và biết rất là rõ những cái thói quen cũng như là những cái biểu cảm của cô Mỹ Linh. Cô Mỹ Linh mà ra hát á, là gương mặt lúc nào cũng hơn hớn thế này, lúc nào cũng làm như là có cái gì đó rất là vui nó toát từ bên trong nó ra, nó lộ ra ngoài ánh mắt và trong cái khuôn miệng của cô. Và đặc biệt cô Mỹ Linh hát á, thấy không, cái miệng của cô mở rất là to, cái khẩu hình của cô rất là to và cái âm vực của cô rất là vang, rất là rộng, và cô rung ngân ở những cái từ cuối rất là đẹp luôn. Đây là một cái giọng cực kỳ đẹp, cho nên cô mới là một trong những diva của Việt Nam chúng ta. Nếu như nói là về giọng hát thì chắc chắn là con sẽ không có được cái độ dày hoặc là điêu luyện như cô Linh. Nhưng mà con đã bắt được những cái tinh tế, những cái đặc trưng riêng của cô Mỹ Linh. Để nghe một cái là chị Mỹ Linh đây, nghe cái chữ này chị Mỹ Linh đây. Chú Nghĩa ghi chú vào đây rất là nhiều nè, cái chữ nằm mơ nè. Đây là đội đầu tiên mà chú nghĩ ghi á nha. Cái từ cái chữ biết em, cái chữ em hát giống chị Linh vô cùng luôn. Rồi chỉ mối tình nè, rồi chưa kể khi con hát cái từ cuối con ngân á, cái hàm con rung như nè, nó cực kỳ giống luôn. Rồi cái chữ đầu tiên và ngay cả cái lắc đầu lúc con đứng đối diện bên kia với là cô Kim Thành của con,
con lắc đầu vậy nè. Trời ơi, chú Nghĩa với cô Hòa quay qua cười mà cười thích thú sảng khoái là bởi vì đó, đó là cái nét, cái đặc trưng của cô Mỹ Linh đó. Thì con nắm được thì đó, con nắm được những cái đặc trưng nhất của cái người nghệ sĩ mà mình hóa thân. Thành ra là con bước ra con hát và con diễn, chú Nghĩa cảm thấy rằng đúng là cô Mỹ Linh đang đến với gương mặt thân quen của chúng ta. Đó là sự thành công của tiết mục mà con cùng với là huấn luyện viên của mình nha. Ngay từ lúc mà đầu tiên bước ra là em đã thấy như vậy rồi. Vậy còn bên đội bên này thì sao hả anh Đại Nghĩa? Về đội của Phương Vũ với bác Khả Hân thì đây là cái đội mà chú Nghĩa cực kỳ yêu thích luôn. Bây giờ Khả Hân bước ra, Khả Hân chưa kịp làm gì hết trơn, chú Nghĩa đã thích rồi. Chú Nghĩa đã cười rồi, bởi vì cái sự duyên dáng và cái sự hồn nhiên của con khi con đến với cái sân chơi này. Con không đặt nặng cái áp lực thắng thua, cho nên là khi con hóa thân thành bất kỳ nhân vật nào cũng cảm thấy con vô cùng thoải mái luôn. Ngày hôm nay nếu mà công bằng mà nói thì rõ ràng là con chưa có bằng với chị Gia Như về cái cách hát, bởi vì như mọi người cũng biết là bé Khả Hân có một cái giọng hơi khàn. Như là tuần trước khi con bấm ra cô Mỹ Linh á, chú Nghĩa nói trời ơi phải chia mà con bấm được cô Thanh Thảo á thì chắc có lẽ là sẽ rất là giống, bởi vì con có sẵn cái chất giọng như vậy. Còn bây giờ cô Mỹ Linh cái giọng đẹp như thế mà làm sao cái giọng khàn như con có thể ra được cái giọng giống cô Linh được. Nhưng mà con cũng đã cố gắng rất là nhiều, cũng như là trong cái phần diễn xuất cũng vậy nha. Nhưng mà phải nói rằng là để mà xét á thì chị Gia Như ngày hôm nay nhỉnh hơn con. Nhưng mà cái tiết mục này chú Nghĩa quá thích là bởi vì huấn luyện viên của con quá tuyệt vời đi. Phương Vũ ơi, em như là một chị Thu Minh thứ hai đang xuất hiện tại đây. Từ cái gò má cao cao đó, cái miệng chúm 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 chúm. Nhưng mà cái lúc ở đây là hết hồn nha. Mà đó là cái kiểu của chị Minh, chứ hay lên những cái feel mà làm ta hết hồn lắm. Mà đúng là Phương Vũ ngày hôm nay là có cái cơ hội để trưng trổ ra cái giọng hát của mình. Mặc dù là cũng chưa phải là giọng hát thật của Vũ, vẫn đang là bắt chước chị Thu Minh thôi. Nhưng mà mình vẫn thấy rằng đây là một cô ca sĩ có một cái giọng hát đầy nội lực. Mà như chúng ta đã từng biết Phương Vũ trước đây, tạo hình ngày hôm nay của Phương Vũ quá giống và cách hát cũng quá tuyệt vời. Cho nên hai cô trò gọi như là cũng bù trừ cho nhau để mình có được một tiết mục nó trọn vẹn. Chúc mừng cả hai đội luôn. Dạ, con cảm ơn chú Nghĩa. Quý vị thân mến, và chỉ một ít phút nữa thôi thì chúng ta sẽ biết ngay được số điểm của tất cả các đội chơi ngày hôm nay. Và trước khi đến với phần công bố điểm, chúng ta hãy cùng giải lao trong giây lát. Chúng tôi sẽ quay trở lại. Quý vị thân mến, chúng ta đang quay trở lại với chương trình Gương Mặt Thân Quen phiên bản song ca năm 2022. Và trong lúc mà các vị ban giám khảo của chúng ta đang đưa ra quyết định và những con điểm cuối cùng dành cho các đội chơi, thì Long Chun sẽ công bố phần thi hóa trang xuất sắc nhất trong ngày hôm nay để tôn vinh những chuyên gia hóa trang đã đồng hành cùng các team qua mỗi tuần. Và ở trong tuần này, đội giành được giải hóa trang xuất sắc nhất thuộc về chuyên gia hóa trang Phi Phi đến từ đội Quốc Bảo và bé Si Luân, xin mời. Vâng, và thưa quý vị, đây là đêm thi thứ hai mà team Quốc Bảo đã nhận được giải hóa trang xuất sắc nhất. Vâng, em xin trao giải này cho anh Phi Phi ạ. Anh Phi Phi thân mến, lần trước khi mà lên sân khấu ấy, mình cũng chia sẻ là mình vui thôi. Hôm nay thì em muốn hỏi thực sự ở trong những cái màn hóa trang tuyệt vời như thế này thì cái điều gặp khó khăn khi mà phải tạo dựng hình tượng nhân vật này trong tuần này là gì ạ? Quan trọng nhất là đánh nền. Nhưng mà còn làm cái tóc cho Bảo thì sao Phi ơi? Dạ, cái này thì em phải làm tóc bằng cái da đầu để em dán vô. Có một mình em làm thôi hay là có ai đó phụ em không? Dạ, một mình. Wow. Một mình Phi Phi làm thôi thưa quý vị. Và đây là một bàn tay nghệ sĩ rất là tuyệt vời đã biến hóa cho rất là nhiều, không phải chỉ nhân vật trong chương trình Gương Mặt Thân Quen mà còn cho những nghệ sĩ khác ở các chương trình khác nữa. Và một tràng pháo tay dành cho nghệ sĩ Phi Phi. Vâng, xin cảm ơn chuyên gia trang điểm Phi Phi, xin cảm ơn Quốc Bảo, xin cảm ơn bé Sĩ Luân. Quý vị thân mến, và giây phút hồi hộp nhất trong mỗi tối thứ bảy của chúng ta cũng đã đến. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ được biết số điểm của từng đội chơi mà ban giám khảo sẽ dành cho họ là như thế nào. Vâng, đầu tiên xin mời giám khảo khách mời anh Châu Đăng Khoa. Khoa hy vọng là khi mà đưa ra những cái kết quả này thì sẽ không có gây thù chuốc oán với ai.
Để mùa sau con được mời tới. Ngày hôm nay thì Khoa sẽ xét theo cái phong độ trong tập này thôi. Số điểm 7 thì ngày hôm nay không phải là các bạn làm tệ đâu, mà là do các bạn chưa có thực sự tận hưởng cái sân khấu lắm. Các bạn còn hơi căng thẳng và Khoa hy vọng là ở tập sau thì các bạn sẽ bỏ gạt qua được hết những cái căng thẳng đó để mình hóa thân một cách trọn vẹn hơn. Và số điểm 7 Khoa sẽ dành cho đội Quốc Bảo Sĩ Luân. Số điểm 8 nhỉnh hơn một tí, đó chính là đội Thái Bình và Nam Phong. 9 điểm chính là số điểm mà Khoa dành cho đội Trịnh Tú Chung, Bảo Ngọc. 10 điểm chính là Phượng Vũ và Khả Hân. Còn hai đội còn lại, các bạn đoán ai sẽ là người đội mà Khoa cho điểm cao nhất ạ? Cái bảng điểm mà Khoa sửa lên sửa xuống, thay lên thay xuống, là bản thân mình cũng rất là phân vân trong cái việc này. Đúng là ngày hôm nay là cả hai bé đều rất xuất sắc, hóa thân đều rất là giống luôn. Và nếu như có thể thì Khoa hy vọng là cho hai bé điểm tuyệt đối hết luôn. Dạ, đều có thể đấy, không thể ạ. Vì là không thể, vì vậy nên là điểm tuyệt đối 12 điểm dành cho Kim Thành và Gia Như. 11 sẽ dành cho đội Phạm Lực, Khánh Chi. Như vậy là số điểm tuyệt đối đã được dành cho team Kim Thành và bé Gia Như với màn thể hiện Diva Mỹ Linh vô cùng xuất sắc. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng lắng nghe số điểm đến từ giám khảo Hòa Minzy. Số điểm 7 là huấn luyện viên Trịnh Tú Trung và bé Bảo Ngọc. Số điểm 8 sẽ dành cho huấn luyện viên Thái Bình và bé Nam Phong. Số điểm 9, anh Quốc Bảo và bé Sĩ Luân. Số điểm 10 là của huấn luyện viên Phượng Vũ và bé Khả Hân. Hòa Minzy xin được dành số điểm 11 cho huấn luyện viên Kim Thành và bé Gia Như. Và số 12 là huấn luyện viên Phạm Lịch và bé Khánh Chi. Trời ơi. Ủa? Ủa? Anh Nghĩa. Rồi, lúc nào cũng phải đến mình thôi. Tuần trước anh đã đóng vai hiền rồi thì tuần này anh chịu khó mình ạ. À, mình cân đối để mình ác sao cho nó. Anh luôn luôn đóng vai là người đẹp hiền hậu nhân ái. Đấy rồi. Bây giờ ngồi vị trí cuối cùng này, cái lầm trách nhiệm quá nặng nề. Mà mọi tuần là hai điểm là bằng nhau nha. Số cao nhất là bằng nhau, hôm nay khác nhau nha anh Nghĩa. Thì bởi vậy mới đó là áp lực dành cho anh. Và giám khảo Đại Nghĩa là người mà quyết định xem là hôm nay đội nào sẽ là đội nhất tuần. Điểm 7 rất là tiếc khi mà phải dành số điểm này cho bé Bảo Ngọc và chú Trịnh Tú Trung. Mặc dù chú Nghĩa rất là thích con, rất là yêu con bé Bảo Ngọc, nhưng mà bởi vì những đội khác nhỉnh hơn mình một chút, cho nên là buộc lòng chú Nghĩa phải để điểm 7 dành cho đội của mình. Hy vọng rằng những tuần sau bé Bảo Ngọc với là chú Trung sẽ cố gắng nhiều hơn nữa nha. Điểm 8 xin dành cho đội Phượng Vũ và bé Khả Hân. Điểm 9 xin được dành cho đội của huấn luyện viên Thái Bình, Nam Phong. Điểm 10 là một sự nỗ lực vượt bậc để chứng tỏ được bản thân của mình. Và điểm 10 này hôm nay chú Nghĩa dành cho Quốc Bảo cùng với Sĩ Luân. Sĩ Luân ơi, con hôm nay làm rất là tốt, con hãy cố gắng hơn nữa ở những tuần sau luôn nha. Điểm 11 và điểm 12 lại là một cái sự đau đầu khi mà hai nhóm này quá giỏi, ngang tài ngang sức với nhau. Nhưng mà theo cảm nhận riêng của chú Nghĩa thì cái người giống hơn một chút xíu, nhỉnh hơn một chút xíu cả về giọng hát hoặc là về phong cách trình diễn thì chú Nghĩa sẽ dành điểm tuyệt đối cho bạn đó. Và điểm 11 chú Nghĩa xin được dành cho đội của Phạm Lực, Khánh Chi. Và 12 dành cho bé Gia Như cùng với Kim Thành. Vâng, thưa quý vị, như vậy là với hai điểm số 12 thì Kim Thành và bé Gia Như đã giành giải nhất tuần trong tuần này. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng xem lại tổng số điểm của các đội chơi sau khi ban giám khảo đã cho điểm nhé. Hiện tại Trịnh Tú Trung, Bảo Ngọc 23 điểm, Thái Bình, Nam Phong 25 điểm, Quốc Bảo, Sĩ Luân 26 điểm, Phượng Vũ, Khả Hân 28 điểm, Phạm Lịch, Khánh Chi 34 điểm. Và xin chúc mừng Kim Thành, GDA và Gia Như 35 điểm. Sau 3 đêm thi, điểm của Quốc Bảo, Sĩ Luân 71 điểm, Trịnh Tú Trung, Bảo Ngọc 75 điểm, Kim Thành, GDA, Gia Như 84 điểm, Thái Bình, Nam Phong 88 điểm, Phượng Vũ, Khả Hân 93 điểm và Phạm Lịch, Khánh Chi đang đứng ở vị trí đầu bảng với 102 điểm. Ngay bây giờ chúng ta xin chúc mừng
cho đội của Kim Thành và bé Gia Như. Và xin mời hai cô trò sẽ lên sân khấu để nhận giải thưởng nhất tuần này. Xin chúc mừng Kim Thành, Gia Như. Bé Gia Như thân mến, sau những cái chuỗi ngày mà cố gắng này, cất công luyện tập, ngày hôm nay chúng ta đã đứng ở vị trí đầu bảng. Cảm xúc của con bây giờ như thế nào? Dạ, thật sự là con cảm thấy rất là vui và may mắn khi mà được làm việc chung với cô Thành. Và con cũng dành lời cảm ơn đến chú Bên Đạo và bố mẹ của con đã luôn đồng hành cùng con trong suốt quãng đường vừa qua. Và kể cả là có 1, 2, 3 tập trước con làm không được tốt cho lắm, nhưng mà ở vòng này thì con đã cố gắng rất là nhiều. Và con biết là mọi người kỳ vọng của con rất là nhiều nên con sẽ luôn cố gắng hết mình ạ. Cảm ơn Kim Thành, cảm ơn bé Gia Như. Và hy vọng với giải nhất tuần này sẽ tiếp thêm động lực rất nhiều để chúng ta có thể làm tốt hơn ở các tuần sau. Quý vị thân mến, và ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với một phần mà ai cũng mong đợi, đó chính là chiếc nút bấm thân quen. Và để xem rằng tuần sau chúng ta sẽ được gặp lại những nghệ sĩ nào quý vị nhé. Quý vị thân mến, và ngay trước mặt Long Chun lúc này là chiếc nút bấm thân quen mà mỗi ai đứng trước nó thì cái sự lo lắng đều được đẩy lên đỉnh điểm. Và ngay bây giờ chúng mình hãy cùng sẵn sàng để lựa chọn cho nhân vật tuần sau. Xin mời các đội chơi. Và con sẵn sàng chưa? Chuẩn bị. 3 2 1 xin mời. Nhóm ba con mèo. Wow, chú nghĩ là đúng như con mong đợi, đây là một nhóm nhạc nữ. Tuy nhiên mà để hóa thân được vào nhóm ba con mèo thì cũng không phải là điều đơn giản. Hy vọng rằng chúng ta sẽ dành nhiều thời gian để nghiên cứu con ha. Bây giờ mình chuẩn bị nha. Chuẩn bị. 3, 2, 1, xin mời. Wow. Anh Bò Đan Trường. Con có cảm thấy tự tin khi con bấm ra chú Đan Trường không? Con yên tâm, huấn luyện viên của con sẽ là người training cho con kỹ càng đầy đủ. Và hy vọng rằng chúng ta sẽ có một màn thể hiện thật là tốt nhé. Cảm ơn con rất nhiều. Chuẩn bị nhé. 3, 2, 1, xin mời. Jaesung. Đây là một thành viên trong nhóm nhạc Big Bang, con biết chứ? Vâng ạ, con có. Chú nghĩ rằng đây là một nhân vật rất là hay và rất là nhiều điểm để con có thể hóa thân được, để con có thể nghiên cứu thật là kỹ được. Và chú rất là thích chú Jaesung, cho nên là chú hy vọng rằng chú sẽ truyền cái năng lượng này cho con. Con yêu thích và con hãy tìm hiểu thật là kỹ nha. Vâng, cảm ơn chú. Chúc mừng con. Tuần này thì mình đã làm rất là tốt. Mà đâu chỉ tuần này đâu, chú thấy tuần nào con làm cũng tốt và rất là tự tin, vui tươi, ngây thơ, thoải mái nhá. Và tuần sau thì mình cũng vẫn thoải mái như thế. Bây giờ chúng ta chuẩn bị nhá. 3 2 1 xin mời. Cố ca sĩ Phi Nhung. Chúc mừng hai cô trò, hãy làm thật tốt nhá. Nghiên cứu kỹ con nha. Rồi bây giờ chúng mình chuẩn bị nào. 3 2 1 xin mời. Elsa and Anna. Chú Long Chun tin là với những kinh nghiệm đó nha, bây giờ mình phải về chuẩn bị bằng giọng hát nữa này. Đó, về phần hóa trang thì đã có các cô chú hóa trang lo rồi, cho nên mình làm thật tốt nha. Yeah. Mời con. Chị Mỹ Linh quá xuất sắc trong ngày hôm nay luôn. Và hy vọng rằng tuần sau mình sẽ tiếp tục phát huy được những cái khả năng khắc họa hình tượng nhân vật nha. Con sẵn sàng chưa? Dạ vâng. Chuẩn bị. 3, 2, 1, xin mời. Wow! Wow! Nữ ca sĩ Hoa hậu Hương Giang. Wow! Tôi chú thích icon này lắm con ạ. Chú tin là con sẽ làm rất là tốt. Nếu mà con cần giả giọng cô Hương Giang thì liên hệ với chú nha. Chú cũng giả giọng được chút chút con à. Rồi, xin chúc mừng con. Và ngay bây giờ mời con đứng ở lại sân khấu. Chúng ta đã lộ diện toàn bộ 6 nhân vật cho tuần tới và hứa hẹn sẽ đem lại một tuần thi đầy bùng nổ cho quý vị. Còn ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nghe lại tiếng hát của Diva Mỹ Linh và Diva Hồng Nhung ngay tại sân khấu của Gương Mặt Thân Quen.
với chương trình Gương Mặt Thân Quen phiên bản song ca năm 2022. Và chương trình của chúng tôi xin phép được khép lại tại đây. Hẹn gặp lại quý vị vào lúc 21 giờ tối thứ bảy hàng tuần trên kênh VTV3. Còn bây giờ thì chúc quý vị một đêm ngon giấc. Xin chào. Đã phải tự nhủ với lòng là mình giữ nha, giữ bình tĩnh nha, mình giữ cảm xúc. Nhưng mà hãy lực cho mình. Ê, mình hay thử ra một cái. Ừ, 2, 3. Từ thiệt. Anh đang đường nào mà đẩy cái sĩ nữ xuống nó đưa cái mặt mình ra. Cái lúc mặt lúc đẩy rất là thái độ.